Chào các bạn, mình là Quý Tộc đây. Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ứng dụng cái proxy vào cái công việc là chạy quảng cáo. Thì đầu tiên cái thằng proxy là gì? Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng đã từng nghe rất là nhiều lần có ai đó nói rằng cái việc là dùng proxy chạy quảng cáo thì nó rất là tốt, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng chưa hình dung ra cái thằng proxy nó là cái gì. Thì thực ra proxy nó rất là đơn giản thôi. Nếu mà định nghĩa của nó thì nó rất là dài dòng và nó rất là khó hiểu, nhưng mà để mà ứng dụng cái thằng proxy ở trong chạy quảng cáo thôi thì các bạn cứ hiểu nó, hình dung nó như là một cái mạng trung gian để giúp chúng ta kết nối với cái thằng Facebook hay là với một cái nền tảng nào đó. Nó là một cái mạng trung gian, thay vì trước đây chúng ta dùng cái mạng dữ liệu của chúng ta, đúng không, chúng ta dùng cái mạng wifi ở nhà của chúng ta để kết nối trực tiếp với cái thằng Facebook, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái thằng proxy. Nó là một cái mạng trung gian đứng ở giữa kết nối với Facebook và chúng ta kết nối với Facebook thông qua nó, thì nó giống như một cái mạng trung gian vậy. Thì thay vì Facebook nó sẽ thấy rằng là chúng ta đăng nhập cái tài khoản tại cái địa chỉ mạng của chúng ta, thì bây giờ Facebook nó sẽ thấy rằng là chúng ta đăng nhập cái con tài khoản đó ở ngay một cái IP khác, ở một cái đường mạng khác. Đó là cái đường mạng trung gian của cái thằng proxy đó. Thì proxy, làm sao để có được proxy, thì đó là bằng cái việc là chúng ta mua. Mình thì mình hay mua proxy ở trên hai cái web, đó là một là cái ông Marketing City, hai là cái thằng proxyv6.net. Đó thì mình hay mua ở trên hai cái trang web này. Proxy thì mua nó rất là rẻ thôi, thường thì khi mà chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ dùng proxyv6 thôi, bởi vì v4 nó đắt lắm. Mình dùng proxyv6 quốc gia nào thì mình chọn vào. Còn một tháng của nó, một cái con proxy này thì nó rơi vào khoảng 4.000 đến 5.000 một con thôi. Và khi mà chúng ta mua một con proxy như thế này thì chúng ta sẽ dùng cho nó khoảng vài ba con tài khoản Facebook đăng nhập ở trên một proxy, tức là vài ba cái tài khoản, một vài ba cái con via chúng ta dùng cho một cái proxy thì chúng ta sẽ mất khoảng 5.000. Nó rất là rẻ thôi, theo mình thấy thì nó còn rẻ hơn cái việc chúng ta đăng ký 3G chúng ta dùng nữa. Và cái cơ cấu của nó, cái kết cấu của nó khi mà chúng ta mua về thì nó sẽ có cái định dạng như thế này. Mình lấy một ví dụ thì nó sẽ có một cái định dạng, nó là một cái dãy mã như thế này đây. Và nó bao gồm 4 cái yếu tố chính: 1 là IP, 2 là port, 3 là user, 4 là cái thằng password. Đó thì nó có bao gồm 4 những cái trường thông tin này để chúng ta sử dụng nó. Vậy thì sử dụng nó như thế nào? Nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó theo mình thấy thì nó đơn giản giống như cái việc mà chúng ta sử dụng Vcom 3G vậy, nó chẳng có gì khó khăn cả. Kết nối rất là đơn giản thôi. Thì nếu như các bạn mà muốn kết nối thẳng trực tiếp vào cái trình duyệt của các bạn đang sử dụng thì các bạn tải cho mình cái trình duyệt, đó là proxy helper. Các bạn tìm proxy helper, đường link này chắc là mình sẽ để ở phía dưới phần comment cho các bạn nha. Mình sẽ nhấn thêm vào chung. Thì khi mà mình thêm tiện ích xong thì chúng ta sẽ có một cái tiện ích proxy helper ở trên này. Và khi mà chúng ta nhấn vào để chúng ta cài đặt thì ở đây thì nó sẽ chúng ta sẽ đăng nhập như thế nào. Mình sẽ lấy một cái con proxy mình demo cho các bạn ha. Đây, proxy nó sẽ có dạng như thế này. Các bạn copy cái dòng ID của nó, các bạn paste hết vào đây. Dòng thứ hai là dòng port, đúng không? Thì các bạn copy dán hết vào cái dòng port cho mình. Sau đó thì các bạn vào phần authentication thì các bạn copy cái dòng thứ ba là dòng user. Dòng user các bạn bỏ vào đây, và dòng password các bạn bỏ vào đây. Đó. Và sau khi mà các bạn copy, các bạn dán hết xong thì là xong rồi, nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Các bạn nhấn vào cái thằng extension của nó ở phía trên góc phải này, các bạn chọn cho mình là HTTP proxy. Vậy là xong. Vậy thì bây giờ mình sẽ vào Google chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì mình đã đăng nhập. Vậy là mình đã đăng nhập ở trên cái thằng proxy này. Và bây giờ để mình check xem là cái proxy này nó đã hoạt động hay chưa, nó đang hoạt động ở trên cái trình duyệt này hay chưa, thì mình sẽ thử check nó. Mình sẽ thử check nó bằng cái trang web là myip.com. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái địa chỉ IP của nó. Đây là cái địa chỉ IP của nó và đây là cái quốc gia của proxy. Rõ ràng là mình đang đăng nhập ở trên cái đường mạng ở nhà của mình. Mình cũng chả dùng cái VPN hay là cái gì cả. Nhưng mà cái quốc gia của nó hiện tại bây giờ là US. Và cái thằng proxy này thì nó mình thấy nó có một cái ưu điểm khi mà chúng ta chạy quảng cáo ở đây là gì? Đó là trước đây khi mà mình dùng Vcom 3G này, hay là mình dùng VPN để mình fake IP, đúng không?
để được fake ID đúng không? Thì ở trên mỗi một cái con tài khoản, mỗi một cái con via, mỗi một lần mình đăng nhập trên mỗi một con tài khoản thì mình phải thay đổi một cái IP khác nhau, đồng nghĩa với cái việc là bây giờ ví dụ mình vào một cái con tài khoản Facebook đi, đúng không? Mình vào một cái con tài khoản Facebook và khi mà mình thoát ra mình vào một cái con khác thì mình phải thay đổi một cái địa chỉ IP khác, và khi mà mình đăng nhập lại cái con tài khoản Facebook đó thì chúng ta lại thay đổi IP một lần nữa, tức là tất cả những cái lần đăng nhập của chúng ta nó đều không trùng IP với nhau, nó đều không có ở trên một cái đường mạng. Nhưng khi chúng ta dùng PC này và chúng ta gắn nó trực tiếp ở ngay cái trình duyệt của con tài khoản Facebook này thì khi mà chúng ta đăng nhập vào, khi mà chúng ta đăng nhập vào cái trình duyệt này thì mặc định là nó sẽ gắn cho chúng ta cái IP này. Ví dụ bây giờ mình dùng Facebook đúng không? Ở đây thì con Facebook này mình trước giờ mình dùng IP Việt nên mình sẽ không đăng nhập vào đâu. Các bạn hình dung thì đây ví dụ mình đang dùng một cái tài khoản Facebook ở trên cái trình duyệt này đúng không? Thì bây giờ mình thoát ra đúng không? Mình thoát ra mình không có sử dụng cái con Facebook đấy nữa. Và sau khi mình đăng nhập lại, cái trình duyệt này thì cái proxy này nó sẽ gắn mặc định cho cái trình duyệt này luôn, và cái con tài khoản này nó cũng đăng nhập ở trên cái trình duyệt mặc định này luôn. Đó, ở trên cái IP mặc định này luôn. Bây giờ mình sẽ check lại cái IP cho các bạn xem. Đây, mình sẽ copy cái IP này lại. Mình sẽ copy cái IP này rồi mình thoát ra đúng không? Mình vào lại, mình lại check lại cái IP thì nó vẫn là cái IP cũ. Ở đây các bạn nhìn thấy cái IP của nó này, 2FF1502 đúng không? Đây, 2FF1502 1F2E. Đấy, thì đây là cái địa chỉ IP của proxy V6 thì nó rất là loằng ngoằng như thế này. Và proxy thì nó có hai loại, một là V6, hai là V4. Thường thì V4 thì chúng ta có thể sử dụng bình thường như cái đường mạng Wi-Fi của chúng ta ở nhà. Nhưng mà nó lại đắt. Nhưng mà cái V6 thì nó có một cái hạn chế, đó là nó chỉ sử dụng được những cái trang web ví dụ như là Google, YouTube, Facebook mà thôi. Còn những cái trang web khác thì chúng ta lại không có truy cập được. Nhưng mà đối với mình thì chạy quảng cáo thì mình dùng Proxy V6 là quá đủ rồi. Đó. Rồi còn gì nữa không ta? Ừ đấy, thì đó là cái thằng Proxy này. Thì cái việc mà mình ứng dụng cho cái việc là nuôi tài khoản quảng cáo Facebook ở đây, đó là mỗi một cái trình duyệt thì nếu như mà chúng ta không có dùng tool, không có dùng phần mềm, ví dụ bây giờ mình đang dùng cái tool là Marketing City đúng không? Mình đang dùng cái tool Marketing City này thì mỗi một cái hồ sơ như thế này mình sẽ gắn cho nó một cái mình sẽ có một cái proxy riêng, mình gắn cho nó một cái proxy riêng ở trên mỗi một cái trình duyệt như thế này, thì mỗi một con via này thì nó là một cái đường mạng riêng biệt với nhau. Cũng không phải là riêng biệt, bởi vì một cái proxy mình thường mình dùng cho 2-3 con via khác nhau đấy. Thì tất cả những con via này mình sẽ hạn chế cái việc liên quan giữa cái việc mà chúng nó đăng nhập trùng IP với nhau, bởi vì mình thấy rằng là cái việc mà chúng ta nuôi tài khoản để chúng ta chạy quảng cáo thì cái vấn đề IP nó là cái vấn đề được đặt lên hàng đầu. Cái vấn đề IP là cái vấn đề quan trọng nhất khi mà chúng ta nuôi IP tài khoản, nuôi via đó. Thì nếu như các bạn không dùng cái phần mềm Marketing City này, hay là các bạn sử dụng MacBook đi, sử dụng MacBook thì các bạn không sử dụng được cái phần mềm này đúng không? Thì các bạn tải về cho mình cái extension này thôi, proxy helper này thôi, và các bạn tạo nhiều người dùng khác nhau, các bạn cứ tạo nhiều người dùng khác nhau, và mỗi một cái người dùng như vậy, mỗi một cái trình duyệt như vậy, mỗi một cái user như vậy thì các bạn lại cài cho mình cái proxy helper này, và các bạn gắn cho nó một cái proxy khác nhau, thì mỗi một cái trình duyệt như vậy, cho dù các bạn mở lên cả 4-5 trình duyệt hay là 10 trình duyệt một lúc để các bạn nuôi tài khoản, nuôi via, thì mỗi một cái thằng proxy như vậy thì nó đều mỗi một cái thằng trình duyệt như vậy thì nó đều có một cái đường mạng riêng, nó không liên quan gì đến nhau cả. Đó thì nó rất là tiện cho cái việc mà chúng ta nuôi via, nuôi tài khoản quảng cáo và chạy quảng cáo. Thì cái ưu điểm của nó mình rất là thích ở đây, đó là thứ nhất là nó cố định ở trên mỗi một cái trình duyệt, ở trên mỗi một con via thì nó sẽ dùng một cái đường mạng cố định, chứ không có như các cái phần mềm VPN trước đây hay là mình dùng Decom 3G trước đây. Đó, nó rất là tiện ở cái chỗ đó. Cái thứ hai đó là nó có thể linh động hơn, tức là bây giờ mình dùng cái thằng proxy này mình dùng ở trên máy này đúng không, nhưng mà ngày mai ngày kia mình muốn đăng nhập ở trên một cái máy khác thì mình vẫn có thể đưa cái thằng proxy này vào ở trên cái trình duyệt ở cái máy khác để mình đăng nhập vào. Đó thì nó cũng là một cái
cái ưu điểm mà mình rất thích. Và một cái nữa đó là khi mình dùng Pro này thì mình có thể mở một lúc được cả hàng chục con Vir lên để mình nuôi nó một lần, hay là để mình sử dụng một lần mà mình không có sợ cái việc là nó trùng IP với nhau đó. Còn trước đây khi mình dùng Decon 3G hay là HMA thì mình phải mở một lúc được một vài con thôi, mình không có dám mở nhiều bởi vì mình sợ là cái việc mình mở cả 10 cái con tài khoản lên một lúc thì nó lại trùng cái đường mạng với nhau, thì nó sẽ có cái sự liên đới, có cái sự ảnh hưởng với nhau đó. Thì đó là về cái phần proxy ứng dụng cho cái việc chạy quảng cáo ở trên Facebook. Còn web mua proxy thì mình mua hai cái web này. Một là hồi nãy mình nói rồi, marketingcity.ct đấy. Hai là cái thằng proxy V6 bên này. Đây hai cái thằng này. Và nếu như các bạn đăng ký cái thằng Marketing City này thì các bạn mua proxy thì các bạn hãy đăng ký qua cái link này nhé. Link này là cái link tiếp thị của mình để kiếm một vài đồng để mình mua proxy. Ở đây như các bạn thấy đó, khi mà các bạn mua một cái proxy khoảng 4.000 thì mình sẽ được khoảng 200 đồng gì đấy đấy đó, thì các bạn cứ đăng ký qua cái link này ha. Còn hoặc là các bạn mua ở bên cái thằng proxy V6 này cũng được. Và có một cái lưu ý cho các bạn đó là khi các bạn mua ở một chỗ khác nhau thì có thể là cái thằng proxy nó sẽ mua ở một cái chỗ khác nhau thì nó sẽ không có giống nhau ở cái cấu trúc của nó. Như các bạn thấy ở đây thì hai cái thằng này nó đều có bốn cái trường thông tin đúng không, 1 này 2 này 3 này 4 này. Thằng này cũng là 1 này 2 này 3 này 4 này, nhưng mà nó lại khác nhau ở cái thứ tự của nó. Ví dụ như là chúng ta nhìn vào đây là chúng ta biết nó là IP đúng không, nó nằm đầu, nhưng mà cái thằng này là nó lại nằm thứ ba đúng không, cái thằng port nó nằm cuối, thì cái thằng này nó lại nằm thứ hai đấy. IP port bao giờ nó đi với nhau, còn cái này thì user password nó chuyển lên đầu đấy, còn cái a còng này là không phải các bạn đấy, thì các bạn thêm vào thôi đó. Thì đó là tất cả những cái điều mình chia sẻ với các bạn về cái phần proxy này. Và thật sự trước giờ thì mình cũng không có sử dụng thằng proxy này đâu, nhưng mà từ lúc mình sử dụng Tun thì mình cảm thấy là thằng proxy này rất là tiện cho cái việc mà chúng ta ứng dụng nó vào cái việc chạy quảng cáo. Ok, và cái chi phí của nó cũng rất là rẻ thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu có một cái câu hỏi nào thì comment ở phía bên dưới thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Mình là Quý Tông, xin chào.